Lê Tuyền xin kính chào quý ông bà, cô chú bác, các anh chị, các bạn và các em đang xem video của Lê Tuyền. Hôm nay Lê Tuyền xin chia sẻ cùng cả nhà cách làm bánh bò rễ tre. Đường thốt nốt từ bột pha sẵn, cực dễ làm. Bánh bò làm ra nhiều rễ tre, xốp, béo, rất là ngon cả nhà ơi. Muốn biết cách làm như thế nào? Mời cả nhà hãy cùng vào bếp với mình. Ở đây mình có một bịch bánh bò Vĩnh Thuận 400g, 2 ống vani, 400g đường thốt nốt và 800ml nước cốt dừa đậm đặc. Đây là bịch bột bánh bò Vĩnh Thuận 400g. Bây giờ mình sẽ dùng kéo để mình cắt bịch bánh bò của mình ra. Mình đổ hết bịch bột bánh bò ra một cái thau. Trong bịch bột bánh bò có để sẵn một gói men nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ lấy gói men này lên. Mình cắt cái gói men này ra. Và mình sẽ đổ hết gói men vào trong bột. Mình dùng cây trộn bột trộn đều men vào trong phần bột này. Tiếp theo mình sẽ cho vào trong bột 350ml nước cốt dừa đậm đặc. Trộn đều bột với nước cốt dừa. Bây giờ thì mình sẽ mang bao tay vào và mình sẽ nhồi phần bột này trong vòng 20 phút nha cả nhà. Bột sau khi nhồi được 20 phút, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ ủ bột trong vòng 30 phút. Mình bắt nồi lên bếp, cho hết 4 viên đường thốt nốt 400g vào trong nồi. Và mình cũng cho vào đây 450ml nước cốt dừa đậm đặc. Nấu cho đến khi nào đường tan hết. Như vậy là được rồi đó cả nhà. Mình sẽ tắt bếp và mình sẽ chờ cho cái nồi đường và nước cốt dừa của mình nguội lại. Khi nồi nước đường của mình đã nguội và chỉ còn hơi ấm ấm, thì mình sẽ cho hết 2 ống vani vào. Khuấy đều để cho vani tan đều vào trong nồi nước đường. Bột của mình sau khi ủ được 30 phút rồi, thì mình dỡ nắp ra và mình sẽ cho hết nồi nước đường vào. Cả nhà lưu ý, nước đường lúc này á, thì nó chỉ còn hơi ấm ấm thôi nha cả nhà. Đừng nóng quá và cũng đừng nguội hẳn luôn nha. Mình mang bao tay vào và mình sẽ bóp phần bột này tan ra cho nhanh hơn nha cả nhà. Chứ nếu mình khuấy bằng muỗng thì nó sẽ lâu lắm. Sau khi mình bóp cho phần bột này tan ra rồi, bây giờ thì mình sẽ lượt lại bột qua một cái rây cho bột của mình thật là mịn luôn nha. Mình dùng cây trộn bột khuấy đều bột thêm một lần nữa.
Đậy nắp lại và mình tiếp tục ủ bột trong vòng 40 phút. Bột của mình ủ được 40 phút, mình dỡ nắp ra. Lúc này thì bột của mình đã bắt đầu sủi tăm rồi cả nhà. Như vậy là bột của mình đã đạt rồi đó. Mình bắt đầu đi đổ bánh thôi. Mình để khuôn vào trong sửng hấp làm nóng khuôn trước. Sau khi khuôn nóng thì mình sẽ cho một ít dầu ăn vào. Thoa dầu ăn đều vào trong khuôn. Để khi bánh chín mình lấy bánh ra cho dễ nha cả nhà. Mình cho bột vào trong khuôn và mình sẽ cho bột vào khoảng 2/3 của cái khuôn nha cả nhà. Đậy nắp lại và mình sẽ hấp bánh trong vòng 45 phút. Sau 45 phút mình dỡ nắp ra và mình sẽ lấy cái bánh của mình ra. Mình tiếp tục làm nóng những cái khuôn hoa nhỏ như vậy. Và mình cũng thoa dầu vào trong khuôn. Và mình cho bột vào, đậy nắp lại. Với những cái khuôn nhỏ thì mình hấp trong vòng 25 phút. Sau 25 phút, bánh của mình đã chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Và đây là sửng bánh thứ ba của mình. Bánh chín có màu vàng của đường thốt nốt, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Mình lấy bánh ra nha. Bánh bò của mình bây giờ đã nguội hẳn rồi cả nhà. Mình sẽ dùng một cây tăm tre, mình xoay một vòng cái bánh. Sau đó mình sẽ úp cái bánh lại để mình lấy cái bánh ra. Mình làm nóng khuôn và thoa dầu kỹ nên mình lấy cái bánh ra rất là dễ dàng luôn nè cả nhà. Bánh thơm lắm luôn cả nhà ơi. Thơm phức mùi đường thốt nốt và nước cốt dừa luôn đó. Với những cái khuôn bánh nhỏ như vậy thì mình chỉ cần sử dụng cây tăm. Mình lấy ra rất là dễ luôn cả nhà ha. Bánh mình làm những cái khuôn hoa nhỏ như vậy á thì nhìn cái bánh nó dễ thương và nó cũng đẹp mắt nữa. Bánh bò mình đã lấy ra xong hết rồi nè cả nhà. Cả nhà nhìn những cái bánh của mình nè, rất rất là nhiều rễ tre luôn nè cả nhà. Bánh có màu vàng của đường thốt nốt, rất là đẹp. Mình sẽ rắc một ít mè rang lên trên bánh để cho bánh được đẹp, thơm và ngon hơn. Mình dùng một con dao nhỏ và mình sẽ cắt cái bánh bò lớn của mình ra cho cả nhà xem. Khi cắt bánh mình cảm nhận được cái bánh bò của mình rất là xốp luôn đó cả nhà. Bánh thơm phức luôn cả nhà ơi. Cả nhà nhìn nè. Cái bánh bò lớn của mình á, nó bong xốp và nhiều rễ tre quá chừng. Cái bánh bò nhỏ cũng vậy nè. Mình bẻ cái bánh ra cho cả nhà xem nè. Bánh bò dai, mềm, rất nhiều rễ tre. Nhìn bánh đẹp, thơm phức luôn đó cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn một miếng bánh bò với mình. Khi ăn một miếng bánh bò, mình cảm nhận được bánh bò của mình mềm, dai, béo ngậy và rất thơm luôn cả nhà ơi. Thơm mùi nước cốt dừa, mùi đường thốt nốt nữa.
Bánh thật sự rất là ngon. Do bánh này mình làm, mình đã để rất nhiều nước cốt dừa vào trong đây rồi. Nên khi mình ăn bánh, mình sẽ không cần chấm vào trong nước cốt dừa nữa. Cả nhà nhìn cái bánh bò lớn của mình nè. Bông xốp, nhiều rễ tre. Rất là ngon luôn cả nhà ơi. Bánh bò này á, làm rất là dễ luôn đó cả nhà. Mình đảm bảo cả nhà sẽ thành công ngay lần làm đầu tiên luôn đó. Đến đây mình xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà thành công với món bánh bò đường thốt nốt nước cốt dừa. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.